cả mọi người các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay sản phẩm đạt 3 tiêu chí: đẹp, rẻ và đồ bền. Quý vị các bạn sẽ kiểm chứng theo thời gian. Và tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn những mẫu thiêu mộ có đỏ, hương đá và mặt phấn siêu rẻ, siêu đẹp và đồ bền, thì theo quý vị sẽ kiểm chứng. Và không để quý vị phải chờ lâu, tôi sẽ quay cận cảnh và báo giá từng sản phẩm cho quý vị các bạn được chiêm ngưỡng. Và đây, tôi sẽ quay trực tiếp cho quý vị xem. Và đầu tiên là tôi sẽ quay cái giường. Giường này là mang tên là giường ngủ gỗ đỏ. Đấy, trơn, vân tuyển. Đấy, quý vị các bạn nhìn thấy đấy. Giường này là 1m6 nha quý vị. Đấy, đồ vân thì quý vị khỏi cần phải bàn cái. Đấy, với mức giá một giường ngủ gỗ đỏ 1m6 chỉ 12.800.000. Đấy, quý vị nhìn thấy mê chưa? Đấy, những sản phẩm như thế này thì quý vị bỏ ra một số tiền như vậy, quý vị sẽ được sở hữu một bộ sản phẩm cực kỳ đẹp. Đấy, quý vị nhìn trên hình cho biết đấy chứ ạ. Tôi không hề nói điều một chút nào. Đấy, sản phẩm vân này thì trên thị trường là hình như là kiếm ra một cái bộ sản phẩm mà vân veo như thế này là hình như là rất hiếm. Đấy, đây là sản phẩm thứ hai, đó là giường ngủ hương đá. Em nó mang tên là giường ngủ hương đá vân tuyển, 1m8 dài 2m nha quý vị. Đây, với mức giá chỉ 13.500.000 đồng. Đấy, quý vị các bạn nhìn thấy đấy, đồ vân thì không có thể chê được. Đây, tôi sẽ quay đầu này. Giặt giường, với giặt giường khung bao nó dày tới 3 phân. Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, chúng tôi làm tràn miếng, cực kỳ đẹp. Đấy, từ thành giường đến đầu giường, đuôi giường, vạc giường. Đấy, giường ngủ hương đá này thì chúng tôi mới hoàn thành ngày hôm qua, tối hôm qua. Đấy, chúng tôi hoàn thành được 5 cái giường ngủ hương đá 1m8 x 2m, và một giường ngủ gỗ đỏ 1m6 và một giường ngủ gỗ đỏ 1m8. Đây, trên màn hình của quý vị là giường ngủ hương đá 1m8. Đây, chắc sản phẩm này tôi cũng không cần phải nói nhiều lắm, bởi vì độ đẹp của nó thì quý vị có thể từ chiêm ngưỡng thôi. Đồ đẹp thì có thể là gọi là long lanh. Cái này nếu như mà có một cuộc thi hoa hậu của ngành gỗ thì đây chắc chắn sẽ là đạt vương miện rồi, không chắc đi đâu cho được. Đấy, sản phẩm đúng là đạt 3 tiêu chí: đẹp, rẻ và bền. Nếu quý vị không tin tưởng vào đồ bền thì quý vị hãy sở hữu một sản phẩm này về, quý vị sẽ kiểm chứng theo thời gian quý vị sử dụng. Đấy, với vặt giường này khung bao dày tới 3cm này. Đấy, cái này mà ở các nhà cấp 4 thì có thể là chúng ta có thể lấy vặt giường này làm cánh cửa được luôn đấy. Tôi không hề nói điều một chút nào. Tiếp tục là em giường ngủ hương đá tiếp, với mức giá chỉ có 13.500.000 thôi quý vị. Quý vị có thấy giá quá bất ngờ đúng không? Giá rẻ bất ngờ luôn. Đây, tiếp đến là giường ngủ gỗ đỏ 1m8 x 2m. Đây, vân cực kỳ đẹp, vân đúng là vân tuyển tròn của chúng tôi luôn. Đây, mà mức giá thì nó mềm hơn hương đá. Mức giá của em nó chỉ là 13.300.000. Đấy, đấy, chúng tôi vừa
ra lò từ tối hôm qua, vừa dựng lên. Sáng sớm tôi tranh thủ quay qua để giới thiệu quý vị, và chúng tôi tiếp tục cho em nó lên các chi nhánh của Sơn Đông trên toàn quốc. Đấy, đó là vừa rồi là tôi quay giường nha quý vị. Mà đi kèm theo bộ giường thì nó phải có là bàn phấn. Mẫu bàn phấn thì cực kỳ đẹp, thiết kế kiểu hiện đại. Đấy, rất tiện ích. Ta có thể có mấy cái hộp kéo hai bên, mấy cái kệ trang trí hai bên. Ta có thể là trưng bày những cái đồ lưu niệm nhỏ nhỏ cho phòng ngủ thêm sinh động hơn. Đấy, tiếp đến là nó có ba cái ngăn kéo này. Đây, ngăn kéo kéo ra rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, đây quý vị. Đấy, quý vị cảm thấy đẹp chưa? Nhưng mức giá lại cực kỳ rẻ. Nó chỉ là 5.490.000 thôi. Tiếp đến là em nó là bằng hương đá. Đây, tôi sẽ quay giá cho quý vị và bạn xem nhé. Đây, giá chỉ có 5.690.000. Mẫu bàn phấn hương đá Louis, rất đẹp, nhìn rất mê mại. Hộc kéo đầy đủ, cánh cửa ta có thể là, các chị em có thể là để vào những cái đồ mỹ phẩm của mình, cất những cái đồ tư trang vào ngăn kéo. Bàn phấn thì chúng tôi mới ra lò được 5 cái nha quý vị, 3 cái hương đá và 2 cái gó đỏ. Đây, mức giá đặc biệt là đẹp mà giá lại rất mềm. Chúng tôi chính tắc trên thị trường thì rất hiếm công ty, những đơn vị sản xuất nội thất mà làm được ra mẫu sản phẩm vừa đẹp, vừa bền lại vừa rẻ như chúng tôi. Đây là em này là cái tên nó cũng là bàn phấn Louis, nhưng mà cái kiểu của nó lại phá cách, nhìn rất đẹp, rất trẻ trung. Đây, sản phẩm này là chúng tôi có 2 cái nha quý vị. Đấy, ngăn kéo kéo ra rất nhẹ nhàng. Đây, tôi sẽ kéo ngăn kéo hờ hờ ra quay cho quý vị và bạn xem nhé. Đấy, đấy, từ trên xuống dưới này. Đấy, 1, 2, 3, 4 hộp kéo. Em ngồi vào xem, em ngồi vào giùm anh thử để quý vị chiêm ngưỡng được cái độ đẹp của bộ sản phẩm. Đấy, ngồi rất thoải mái. Chị em mà ngồi trang điểm thì không có thể chê vào đâu được. Trang điểm xong là ra đường là các anh chàng là nhìn vào là nhìn. Với cái bàn phấn đẹp thế này mà ngồi mà trang điểm thì đúng bài luôn. Ra đường trang điểm với cái gương này là gương Nhật nha quý vị, cực kỳ trong sáng này. Thấy không, thấy không? Đấy, chị em mắt cúp lên ra đường mà lắm anh đi đâm đầu vào xe để mải mê ngắm các chị. Đấy, vừa rồi là chung quy của bộ sản phẩm của chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay nha quý vị. Đấy, đây, đây là chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng Mộc Sơn Đông. Đấy, chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ là phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đấy, quý vị xem nha, mặt trước mặt sau nó y chang nhau. Đây, quý vị đừng có lo là tại sao mà giường rẻ mà quý vị mà lo đến cái độ bền. Thì bên chúng tôi thì phải khi làm ra sản phẩm thì chúng tôi phải đặt 3 tiêu chí
đặt lên hàng đầu. Một là sản phẩm phải đẹp, hai bền, và ba là giá thành cạnh tranh. Đấy, đây là mặt sau nha quý vị. Thấy chưa quý vị, thấy chưa? Mặt sau nó đẹp cỡ nào chưa? Và tiếp đến tôi cũng giới thiệu sơ qua về cái công tác vận chuyển của bên chúng tôi. Đây, dàn xe đây. Một dàn xe tải, xe chuyên dùng chở hàng đi giao cho khách hàng. Đấy. Đặc biệt quý vị các bạn nhớ là xe tải của chúng tôi, xe luân chuyển của chúng tôi là đều mang màu sắc của em, nó là màu đỏ rực rỡ. Đấy, cũng giống như kiểu màu áo của đơn vị chúng tôi. Đấy, mang dòng chữ nội thất Sơn Đông chúng con. Đây, tiêu chí của chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Đấy. Đấy, một dàn xe với một dàn thờ rất hùng hậu. Đấy, quý vị các bạn cứ yên tâm về một sản phẩm, hai nhân viên bán hàng giao hàng cực kỳ thân thiện nha quý vị. Đây, vừa rồi là tôi giới thiệu sơ qua về hai mẫu giường và hai mẫu bàn phấn, ba mẫu bàn phấn chúng tôi vừa cho ra lò. Và bây giờ tôi xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý vị một ngày mới dồi dào sức khỏe, thành công, vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.